nay Quang đi bắt ong mọi người, đi bắt ong ruồi. Thì mấy ngày nay Quang không ra video được mọi người do bữa trước Quang đi rồi xuống cái dốc á, dốc đá rồi thắng là xe thắng nó không ăn cái nó tuôn xe xuống rồi nó tông vô cục đá rồi nó bể cái lốc máy mọi người. Thì mấy ngày nay không có xe đi cho nên Quang cũng không đi bắt ong được nên không có video ra video mọi người xem. Thì hôm nay sáng nay Quang vô tới đây là cái bãi này cũng nhìn cũng đẹp ghê mọi người. Nhưng mà rộng mênh mông giờ không biết đi hướng nào đây. Thì Quang đi rồi có ong mà Quang quay mọi người xem con ổ rồi mọi người, nó cũng nhỏ mà nằm cũng cao nữa. Nhưng mà ổ đầu tiên buổi sáng thì ngày xưa chắc phải lên bắt rồi để coi mực mày sao luôn mọi người. Rồi Quang lên cắt xuống rồi Quang quay cục mực mọi người xem ha. Giá trè gai này nó rậm mà cao quá. Quang cắt tổ ong xuống mọi người. Ổ này cũng nhỏ, mực còn chắc được 50-60%. Ổ buổi sáng ngày xưa kể chịu khó cho nó có lọc mọi người. Ổ nhỏ xíu mà do mưa, ong nó dữ quá, mưa ướt ong dữ cắn quá trời. Nọc ong đang còn dính tay cắn mấy phát luôn. Thôi Quang tạm dừng video đi tiếp. Quang đi từ sáng giờ mà được 3 tổ ong, một đồ ổ bắt quay, còn ổ sau này nó nhỏ xíu Quang không có quay. Giờ vô bụi trái gai thấy ở trên đây có ổ nó nằm múc trên cao khuất trong cái lùm này mà cũng nhỏ. Còn quay trong điện thoại chắc mọi người không thấy rồi. Đâu ta, không thấy luôn á chứ. Đâu ta, không thấy mọi người ơi, nó nằm múc trên cao á, rậm á mà cũng nhỏ. Giờ Quang trèo lên Quang cắt xuống mọi người xem ha. Nó nhỏ à. Hả? Giờ Quang ong này ổ này tơ mọi người. Giờ Quang dọn tiếp rồi cắt xuống rồi có mực thì Quang cắt xuống cho mọi người xem ha. Bây giờ cái trè nó rậm quá mà không có quay trực tiếp cho mọi người. Quang cắt cái tổ ong xuống, ổ ong tơ mực đẹp ghê. Mà điều có cái hơi nhỏ với lại đóng cao quá, phấn cũng có nữa. Trèo lên không khó mọi người, mà lúc xuống á, xuống mình cầm cái tổ ong nó sợ nó quẹt vô cây nó chảy mực á. Trời ơi nó mệt. Quang tạm dừng video rồi đi tiếp, có Quang quay mọi người xem ha. Trong sau gặp ong ngoài mấy cái đám thấp thấp với lại cây rừng nữa, quay rồi nó dễ quay mọi người xem. Chứ nằm trên cái gai này đội mũ bảo hiểm lên nó cứ dướng cái đầu nó gạt cái điện thoại dễ rớt cái điện thoại mọi người. Mọi người xem đỡ ha, có ổ nào dễ Quang quay mọi người xem. Mực đẹp ghê mà trước mặt này mọi người. Có ong nó vô nè, nhưng mà nó vô cũng ít lắm, chắc cái ổ cũng nhỏ. Giờ vô coi bắt Quang quay mọi người xem ha. Trong đi gặp ong như vậy á, mình bắt cũng khỏe mà có quay được trực tiếp bắt cho mọi người xem. Nó nằm trái gai rậm rạp, đội mũ bảo hiểm nó dướng tới dướng lui khó mọi người. À thấy cái ổ đây nè, nhỏ xíu à, kệ nhỏ cũng được mà nó dưới thấp nó dễ bắt, nó cao quá trên trái gai. Quang đạp cái dây trúng nó tua ra rồi. Có ít mực à, thảm dữ trời. Thấy ông nó vô ít quá mà ổ nhỏ. Kệ giờ đi mốt thôi mọi người ơi, chứ giờ ông to chứ lại ông dày đâu còn nữa, người ta đi bắt quá trời. Nãy Quang đi trên kia ổ này nhỏ mà mực cũng khá đẹp mọi người. Nãy Quang đi trên kia gặp hai ông, hai cha con hay gì người đồng bào đi gặp cái thôi. Quang quanh đầu về rồi hai cha con ổng cũng quanh đầu lên luôn, gặp đụng mặt nhau cái quanh ngược lên lại hết.
Ông bữa nay phấn dữ lắm mọi người. Mực thì không có được bao nhiêu mà phấn quá trời phấn. Con phấn này dày lắm. Rồi, qua cũng dắt cái tổ ong vô rồi. Đi tiếp mà. Rồi có ong rồi, con quay mọi người xem ha. Trời ơi, từ sáng giờ được coi. 4 tổ mà, 4 tổ mà. Nhỏ xíu không? Ông ổ nhỏ nhỏ không à, mà toàn đóng lên tay gai không mọi người. Hồi nãy quan đi lội vô rồi kia thấy có dấu mới bắt đây mấy ngày ấy, mọi người. Ổ này người ta không thấy là chê nhỏ, người ta không bắt nữa. À, kệ, quan lên bắt mót đỡ mà coi mọi người. Bây giờ kiếm ông bự ông nhiều kiếm đâu ra nữa. Người đi bắt quá trời. Không bắt à, cũng thôi ông. Nó già nở hết quân rồi còn mấy con à. Nó mực khô rang khô róc luôn. Trời ơi, trèo lên cái bụi trái gai. Trèo lên bụi trái gai mà cắt xuống cái tổ ong nó khô rang khô róc không có mực luôn. Buồn ghê thiệt chứ. Thôi, quan tạm dừng video đi tiếp mọi người. Có ông quan quay mọi người xem. Nhỏ xíu mọi người. Cũng không biết có mực mẹo gì không đó. Có mấy ngon bay giữa màn hình mọi người. Tại Quang mới rút cái dây á, động cho nó bay ra để dòm thử coi cái nó bay ra tùm lum mà để dòm thử cái cục mực nó có thấm vô không mà không thấy gì hết mọi người. Bây giờ Quang lên Quang bắt nha. Tổ ong thì nhỏ xíu à. Mực thì cũng được. Mà tổ ong nhỏ xíu mà đóng cái kèo chào bá luôn. Lùm cây sà cừ này có một ổ này mọi người. Ổ này cũng nhỏ nhỏ chứ cũng không to. Đây, giờ Quang lên bắt ha. Bắt chịu được á mọi người. Quang đội mũ. Dắt cái điện thoại trèo lên gần tới nơi rồi, dướng cái dây rớt cái điện thoại mọi người, rớt xuống ngay đây. Hơn là chỗ lá với lại đứt cáp không, nó không bể điện thoại. Tính lên sáng giờ đi toàn trái gai đồ thế khó không à. Giờ có cái cây sà cừ thế dễ quay mọi người xem bắt trực tiếp. Ai ngờ lên gần đến nơi dướng cái dây, mọi người nhìn nguyên một lùm dây trên dướng rớt ra cái điện thoại tức dễ sợ tức. Quăng bắt cái tổ ong xuống rồi mọi người. Ổ ong thì mực cũng khá là đẹp nhưng mà cái chỗ bên ngón tay cái của quăng này do nó bị dướng cái lùm á, nó không làm dài cục mực ra được nên bị teo lại. Cái tàn thì to nhưng mà mực nó tới đây. Bây giờ con bỏ vô đi tiếp. Có ông quan quay mọi người xem ha. Tức tính quay cho mọi người xem cái mà cuối cùng không được. Rớt cái điện thoại mà hên chứ dưới mà có đá là coi như xong luôn. Trước mặt đây mọi người. Cách chỗ quan đứng cỡ chừng 5 mét á. Ông nó ra vô mọi người nè. Để Quang zoom lại coi thử mọi người có thấy không. Đó đó. Ngay giữa màn hình mọi người thấy không. Đó. Đó 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 thấy không. Đó ra vô á. Ủa này chắc cũng khá khá mọi người thấy quân nó ra vô cũng đều á. Bây giờ Quang gắn cái điện thoại vô mũ rồi bắt đầu. Gắn cái điện thoại vô mũ hiểm rồi bắt đầu tìm nha mọi người. Tìm ổ rồi bắt. Cái này Quang dưới thấp á. Quang quay cho mọi người xem. À, quan nhìn thấy tổ ong rồi mọi người. Kìa, mọi người thấy không? Dạ chát luôn, ở trên cái cây táo. À, trên cái táo. Để vòng qua đây dễ hơn. Thôi, đây đi. Cái ổ ong này mọi người, chỉ có trời nắng mới bắt được nó thôi, chứ còn trời mưa rồi, trời mà ui là thua.
tại vì nó nằm trong này đâu làm sao mà vô mà lục được, nó nằm trong cái cây táo nữa mà nó rậm vậy sao vô lục, nhờ trời nắng mà mình nhìn nó bay mọi người mới bắt được. Này mà trời ui là mấy ổ này là sót, chắc cú sót không bao giờ bắt được. Già quá rồi, to lắm. Sáng giờ mới gặp cái tổ này là tổ ong này mọi người. Còn sáng giờ toàn là tổ yến, tổ gì không. Chút. Không biết mực mèo sao đây nè. Giá vô có mực nha. Già lắm rồi. Trời ơi, nó to. Trời ơi, mực ít lắm mọi người ơi. Mực dở lắm. Buồn ghê, ông đẹp ổ to vậy mà. Mực dở ra. Mấy ông này đi trời nắng thấy thôi chứ còn nó rậm vậy mà gai nữa sao mà mình rút cho nổi. Già chát già đanh luôn, ổ này lâu lắm rồi ở đây. Không có mực mọi người ơi, tiếc ghê. Uổng cái to ông ghê kìa. Không gặp thôi, gặp kiểu này tiếc ghê mọi người. Mực ít xịn à. Trời ơi, quân nó đông, nó tàn to, mực không bao nhiêu hết. Khô hết trơn, ông làm biếng rồi. Chết thiệt hết chứ. Nó kệ lỡ bắt cho nó dời ổ nó đi làm ổ mới sao giờ. Quang để nó đây cho nó ở vài ngày nữa là cái mới quân này nó nở hết là nó đi. Thấy quân ra vô liên tục vậy mà không có mực ta. Trên đùm le có một tổ nhỏ xíu mà. À, giờ quan cắt xuống rồi. Mọi người xem ha, chắc cái le này nó nhỏ không mà không trèo được, không quay được. Quan cắt cái tổ ong xuống rồi mọi người. Ổ nhỏ này cũng bị khô mực mọi người. Khu này ong khô mực quá. Và trưa đi cái lối bên kia thì ong có mực tạm tạm nhưng mà ổ nhỏ quá. Giờ về đây nãy đi ổ bắt được ổ to khô, giờ ổ nhỏ này cũng khô mọi người. Thôi giờ quan bỏ vô đi tiếp coi còn ổ nào có, quan quay mọi người xem ha. Tình hình thì chắc quan cũng xin dừng video ở đây mọi người ơi. Thì ngày hôm nay thì quan đi thì gặp ong cũng nhiều đó, tính ra cũng 8-9 ổ ong gì đó, nhưng mà do ong nhỏ quá. Chiều nay gặp được ổ to thì mực nó khô mọi người. Ong nhỏ bên cái luồng trước á, thì có mực mà qua cái luồng này gặp ổ to thì lại không có mực, khô mực. Thầy Quang quay cái thành quả mọi người xem xíu rồi. Rồi Quang về mọi người. Nhiều lắm á chứ. Mà ổ xíu không à. Cái này thì không có tính ổ, cái này gọi là miếng, không phải cục mực mà hoa ổ mực mà là miếng mực thôi. Chứ nó ổ anh em đồng nghiệp người ta cười chết á. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cả lớn cả nhỏ gì cũng 7-8 cục gì ấy mọi người. Nhưng mà nó nhỏ quá với lại cũng ít mực ha mọi người. Thôi thì tới đây Quang cũng xin dừng video. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi ủng hộ kênh ha.